Đây. Xây về cái nhông giữa dở chút. Rồi, ok. Tái nhẹ con bên này. Rồi, bỏ cái con kia vô, bỏ cái trái giữa lật ngửa lên cái xe cái là được. Xe cái nó sập xuống chân. Trái giữa. Rồi, rồi cho trái giữa vô ngay. Rồi, nó đẹp lắm cái dài vậy này. Đừng nào ấy được. Mẹ nó ăn tới dưới đây luôn nè. Chào thấy anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đạp ở công trình. Hôm nay quay cho anh em con ca tẹt nha. Điều khó xéo chút. Đang mở đây. Như mới anh em. Bình tĩnh. Này không cần phải kê gì, mấy ông thợ này rất lành nghề luôn anh em, rất khỏe, rất lành nghề. Lấy cái gầu ông chấn lên cái là ông nậu nó còn xe không nổi. Mở trong một đốt nhạc anh em. Con này là đồ Nhật, là nó đẹp tuyệt vời luôn anh em. Hy vọng là anh em sẽ thấy được những cái món hàng gọi là không thể chê được. Nó kêu một cái khóc mà nghe đã cái lỗ tai. Con bùa lon. Anh em thấy bùa lon mà nó sáng rực nè. Nó có vỏ keo một chút.
cho nó chè. Ở ngoài nhìn thấy nó xét xét nhưng mà thấy ở trong đồ đồ này không chơi được anh em ạ. Đồ này là không chơi được nha anh em. Đây anh em, còn những bù lon cuối cùng, anh em thấy cái màu mè của con bù lon không? Cái này là người ta gọi là bù lon bảy màu nè, thấy không, thấy ánh không? Đấy, ánh hồng, ánh đỏ, ánh vàng. Đấy, bảy màu. Người ta đặt bù lon là còn bảy màu đó là như vậy á. Dạ rồi, đợi chút xíu đi em mở cái đồ cái em cho nó chở ra. Dạ, dạ, dạ. À, em thấy chuyển 10 triệu rồi. Chuyển rồi, rồi ra lấy tiền mặt luôn là xong luôn, là ráp rồi là lụm lúa thôi. Lấy mầm lại coi. Mai rồi ai chạy ra đấy rồi lấy tiền. Ok, dược, dược, dược. Quá đẹp. Mày. Rồi. Ồ, được rồi. Quá đầy không? Không. Quá đầy luôn á chứ sao không đầy được. Keo nè, anh em, mới lên. Bẻ bóc luôn. Bẻ. Rồi dỡ ra luôn, cầm mấy bác. Giờ thế mới nổi. Đây. Ui xù xà. Anh em. Rút cốt ra. Đồ sao mà nó đẹp quá. Giờ không mua thì mua hàng gì, hàng này không mua thì mua hàng gì, cái phốt đó để nắp ở trên. Thấy cái kẹn cái lấy dứt dịp không, nhẹ nhàng nhé. Ui xa không có chơi được rồi, kéo một cái tầng mỏng ra là cái nữa đi. Ui xa anh em ơi, quá tuyệt. Rồi đắp cái giữa ra đây, có khăn không lâu giờ mày anh cái coi cho đồ nó riêng ha. Đây này nhìn không nè anh em. Thấy không? Rồi lật màn ngang nhìn không là thấy nó giỡn nè, chưa cần phải lâu nè. Coi cái nắp nè, thấy nó giỡn không? Chưa cần phải lâu. Nhưng mà phải đợi lâu cái đó cho coi. Còn cái này nè. Thấy không, thấy nó giỡn không? Đồ xịn sò là nó giỡn như vậy thôi. Lâu nắp cái là được. Yeah. Wow. Rồi cầm ba trái nhông đầu lắc gái là được xong, ụp lại cái là cho lên đường. Thấy nói gì thôi chứ dễ gì, đúng không? Đồ đẹp quá trời đẹp. Nhất là cái riêng của nó thôi. Đẹp quá trời đẹp. Rồi, cho lên nào. Vô luôn đi. Còn không là lật đứng thẳng lên, nhổm cái ái đứng cho nó lên thẳng lên cái dễ bỏ, hai người khiêng dễ bỏ. Rồi nhổm cái xe lên thôi. Rồi bù lon. Xếp lon lại cái là coi như vậy thôi. Đồ đẹp quá nè, đồ ốc còn bảy màu.
vô hết nó mới được, còn keo nó nặng lắm. Đập xong rồi mình sẽ quay cái mặt trên cái nữa anh em, còn 4 con nữa. Chứ nhớt chắc là giờ thay người khác. Ờ đúng rồi, tôi mở tâm nhớt á. Ngã xuống cái cho quay mặt bơm cái nào được. Cánh chân chân cho ngã giùm này. Rồi. Lên cái nữa không? Đứng lên luôn hả? Ừ. Đúng không? Không cần đâu. Quay gì đi, đứng chắc. Quay đầu kia quá. Thấy chưa? Đây nè, quá đẹp luôn á. Cảm ơn anh em đã theo dõi lúc này nha. Anh em đăng ký kênh và bấm cái chuông. Thank you anh em.